Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt truyền thống. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật tố tụng hình sự sửa đổi. Điểm sáng về huy động nguồn lực trong nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đầu tư sửa đổi và thảo luận các ý kiến khác nhau về luật này. Biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo luật đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội tiếp thu chỉnh lý. Có 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đó là kinh doanh các chất ma túy, động vật hoang dã theo quy định của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp, kinh doanh mại dâm, mua bán người, các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên người. Đây là dự án luật thể hiện được quyền tự do kinh doanh và môi trường đầu tư bình đẳng, thông thoáng, hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội bổ sung một số điều trong luật nhằm đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, như tiếp tục duy trì cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài để biết họ từ đâu đến, mục đích của họ là gì. Bên cạnh đó, bổ sung cụ thể danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài, tránh tình trạng xin cho. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi và biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ngày 11 tháng 11, buổi sáng các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe báo cáo và thảo luận luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Thảo luận ở tổ về dự án luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sáng ngày 10 tháng 11, Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2014 và gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống thành lập hội. Tới dự buổi lễ có Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy cùng hơn 200 hội viên Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị 42 năm về trước. Đây là cuộc chiến đấu oanh liệt nhất, làm sáng ngời chân lý. Kẻ xâm lược có sức mạnh, vũ khí tối tân đã chịu thua những con người có ý chí thép vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 2013 với đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí, gương mẫu thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của nhà nước cũng như địa phương. Đến nay, hội đã có hơn 200 hội viên sinh hoạt ở 8 cơ sở hội huyện thành thị. Từ khi thành lập đến nay, hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hàng trăm gia đình hội viên liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, tổ chức vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở. Hội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thị Tuyến và Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Dương Thị Tuyến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên. Đồng thời mong muốn tổ chức hội tiếp tục phát huy uy tín của mình trong việc bảo vệ Đảng, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng ngày 10 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên ngành lấy ý kiến góp ý của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp và các ngành có liên quan về dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi lần này nhằm bảo đảm quy định các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới rõ nét mô hình tố tụng ở Việt Nam, từ tố tụng thẩm vấn sang thẩm vấn kết hợp với tranh tụng, khắc phục được tính cắt khúc trong tố tụng hình sự, nâng cao năng lực của bộ máy thực hiện chức năng công tố,
Theo các đại biểu, một trong những nội dung chính của việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự lần này, ban soạn thảo cần nghiên cứu sửa đổi một số nguyên tắc cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp trong việc tôn trọng quyền con người, hạn chế tối đa oan sai. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng theo hướng xác định rõ thẩm quyền của từng cơ quan, mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phúc Yên luôn duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, sử dụng an toàn và hiệu quả. Nguồn vốn của ngân hàng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Phúc Yên trở thành đô thị loại 3. Ngân hàng đã thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay theo 5 đối tượng ưu tiên theo Nghị định 41 của Chính phủ với tổng dư nợ đến tháng 10 năm 2014 trên 910 tỷ đồng. Ngoài những ưu đãi như cho vay không cần thế chấp đối với hộ vay dưới 50 triệu đồng hoặc chủ trang trại, hợp tác xã vay dưới 200 triệu đồng. Những khách hàng thuộc diện phải thế chấp tài sản sẽ được miễn lệ phí công chứng, chứng thực hồ sơ. Những khách hàng gặp rủi ro nếu có dự án mới sẽ được khoanh nợ cũ để tiếp tục vay mới. Thực hiện quyết định của Ngân hàng Nhà nước về giảm trần lãi suất tiền gửi cho vay ngắn hạn, ngân hàng đã áp dụng mức lãi suất ưu đãi 7% một năm cố định trong 12 tháng tùy theo nhu cầu vay vốn của khách hàng. Với những khoản vay thông thường đều áp dụng mức trên 10% một năm. Những khoản vay cũ của khách hàng từ trước cũng sẽ được cơ cấu lại để áp dụng mức lãi suất mới theo quy định của Agribank, góp phần cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, có cơ hội tiếp cận vốn vay hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay của ngân hàng. Để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, xã An Hòa, huyện Tam Dương đã tập trung vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện nay, xã An Hòa đã quy hoạch được vùng trồng cây rau màu tập trung theo tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, từ nhiều năm nay, bà con nông dân đã đưa các giống cây trồng ngắn ngày cho năng suất cao và sản xuất trên diện tích lớn. Vụ đông năm nay, toàn xã đã gieo trồng được gần 200 hectare cây rau màu, chủ yếu là dưa chuột, cà chua, cà ghém. Đây đều là những cây hoa màu dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa ở An Hòa đã đem lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Với tinh thần vượt khó vươn lên lập nghiệp, xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Phạm Văn Chiến, thôn Vĩnh Lại, xã Trần Hưng, huyện Vĩnh Tường là một tấm gương điển hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên. Năm 2006, anh Chiến đã mạnh dạn vay vốn và mở mô hình sản xuất đồ gỗ. Thời gian đầu, mô hình sản xuất của anh gặp nhiều khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, nên anh phải tự đi tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất sản phẩm phù hợp. Từ sự nhạy bén trong việc tiếp cận thị trường đến đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Nhờ vậy, các sản phẩm đồ gỗ nội thất của gia đình anh đã được nhiều người biết đến và được tiêu thụ rộng khắp ở nhiều địa phương như Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Hiện nay, xưởng của anh sản xuất các mặt hàng như bàn ghế, sập thờ, giường, tủ, tạo việc làm và đào tạo nghề thường xuyên cho 8 lao động địa phương với mức lương từ 3 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng. Thôn Ngòi, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương vừa khởi công xây dựng kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đoạn qua thôn với tổng chiều dài 240m. Đây là đoạn kênh do nhân dân tự nguyện đóng góp và bỏ vốn đầu tư xây dựng 100%. Kênh dẫn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp ở xã Đồng Bũng, Đồng Cửa, xã Hoàng Đan có tổng chiều dài 340m, trong đó đoạn qua thôn Ngòi là 240m. Nhiều năm qua, do lượng rác thải sinh hoạt cùng lượng bùn đất sạt lở dẫn đến ứ đọng kênh, gây ách tắc dòng chảy và lưu lượng nước tưới tiêu khi trời mưa to gây ngập úng, cản trở việc đi lại và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục tình trạng trên, thôn Ngòi đã tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp 100% kinh phí xây dựng mới đoạn kênh qua thôn, tạo thuận lợi cho việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Trong những ngày qua, nhân dân thôn Ngòi đã tổ chức khơi thông dòng chảy, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt khởi công xây dựng đoạn kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn với tổng chiều dài 240m. Trong quá trình thực hiện, nhân dân thôn Ngòi lấy lòng cốt là hội cựu chiến binh và ngành đoàn thể của thôn đã tạo sức người sức của đóng góp và xây dựng tư sửa và lạo vét đoạn kênh này được thực hiện được tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới của thôn ngày một tốt đẹp. Chúng tôi chuẩn bị cái 3 mục tiêu chính là giải thoát được cái môi trường ở trong thôn nhiều năm đã bị ngập úng, và công tác tưới và tiêu cho hai xứ đồng sen và khu đồng cửa. Chúng tôi cùng với cấp ủy đảng, chính quyền ở trong thôn vận động các hộ gia đình, anh em chúng tôi phải đi từng ngõ gia đình để đóng góp xây dựng nông thôn mới ở trong thôn. Trong việc xây dựng kênh dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của thôn Ngòi, xã Hoàng Đan thể hiện sự quyết tâm đồng lòng của các đoàn thể và nhân dân trong thôn, trong đó nòng cốt là hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ. Thực hiện cái nghị quyết của cấp ủy chi bộ và cái nghị quyết của thôn để làm cái công tác vệ sinh môi trường trong thôn, thì trong cái giai đoạn 2 thì đã tiến hành làm trên tinh thần là hội cựu chiến binh của chi hội làm nòng cốt, đồng thời cũng là tham mưu cho cấp ủy, cho thôn về cái nhiệm vụ công tác thôn về chuyên ngành và thực hiện đó. Cho nên là công tác vệ sinh môi trường, chi hội, vận động hội viên, bỏ công, bỏ sức, đồng thời là kinh phí, tập trung nhân lực, vật lực để làm với cái thời gian bảo đảm để làm thế nào đó khi con kênh này giải phóng được cái ô nhiễm môi trường và bảo đảm được cái nước tưới cho cái xứ đồng của địa phương, của thôn. Không chỉ tham gia xây dựng kênh mương cứng, nhân dân thôn Ngòi, xã Hoàng Đan đã thành lập và duy trì hoạt động tổ vệ sinh môi trường 2 buổi một tuần, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 1 buổi một tháng trên hệ thống loa truyền thanh. Song song với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn Ngòi, xã Hoàng Đan còn triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đến nay, kinh tế của thôn ngày một phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá giàu ngày càng tăng. Có 89% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh cần có đội ngũ y bác sĩ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay đều rơi vào tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế. Trung tâm Y tế thị xã Phú Yên hiện có hơn 100 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa 2, 2 bác sĩ chuyên khoa 1,
24 bác sĩ có trình độ đại học và trên đại học, còn lại là y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trình độ trung cấp. Hiện nay mỗi ngày trung tâm khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Theo báo cáo của trung tâm, do thiếu đội ngũ y bác sĩ giỏi về chuyên môn nên việc khám và điều trị cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Với đơn vị thì hiện nay thì bác sĩ giỏi rất là thiếu, cái nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày thì cũng rất lớn. Việc tuyển dụng các bác sĩ của đơn vị cũng rất là khó khăn, vì là bệnh viện là đơn vị tuyến huyện nên là tuyển được bác sĩ chính quy đã rất là khó, nên việc tuyển bác sĩ giỏi thì càng khó hơn, thì đặc biệt là các bác sĩ mà đã được đào tạo sau đại học thì rất là khó khăn. Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế thị xã Phú Yên đã có nhiều giải pháp cách làm hiệu quả để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Hàng năm thì bệnh viện buộc phải đào tạo các đối tượng là y sĩ đi học các bác sĩ chuyên tu, và 4 năm nay thì đơn vị đã đào tạo được 11 bác sĩ để về công tác tại đơn vị. Còn các đi đào tạo sau đại học thì cũng đã có 2 bác sĩ để đi đào tạo, một bác sĩ học chuyên khoa 1, một bác sĩ học xong chuyên khoa 2 và một bác sĩ hiện tại đang học chuyên khoa 2. Đến trung tâm y tế khám và điều trị, người dân đều yên tâm và tin tưởng khi được các bác sĩ giỏi, bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám và điều trị. Tôi đến bệnh viện đa khoa thị xã này, tôi khám chữa bệnh chúng tôi rất yên tâm các bác sĩ giỏi, cho nên là chữa bệnh cho tôi cảm thấy tin tưởng. Trong thời gian tới, trung tâm y tế thị xã Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y bác sĩ thông qua các chương trình phối hợp đào tạo với Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược Hà Nội và các lớp bồi dưỡng do Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức để nâng cao kỹ năng sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế cho y bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Xuyên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác về thông tin và truyền thông sát với tình hình thực tế ở địa phương. Trên địa bàn huyện Bình Xuyên hiện có trên 75.000 thuê bao điện thoại đang hoạt động, với 9.000 thuê bao Internet, 17 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm, 47 cơ sở kinh doanh Internet, 2 doanh nghiệp viễn thông và 11 điểm bưu điện văn hóa xã. Để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính viễn thông thường xuyên báo cáo, thống kê, quản lý chất lượng dịch vụ theo quy định. Chỉ đạo các xã thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát, đánh giá các tiêu chuẩn dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động quản lý viễn thông Internet. Để làm tốt cái công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên địa bàn huyện Bình Xuyên trong thời gian qua thì Phòng Văn hóa với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đã tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban để chỉ đạo các cái đơn vị doanh nghiệp mà kinh doanh phát triển về cái lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn là thường xuyên định kỳ là phải có cái báo cáo cái kết quả về công tác quản lý cũng như sản xuất kinh doanh trên địa bàn, để từ đó là cũng có cái công tác là tham mưu để phối hợp giúp các cái doanh nghiệp mà tháo gỡ những cái khó khăn hoặc là tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp để phát triển, để góp phần thúc đẩy cho cái kinh tế xã hội của huyện phát triển. Từ đầu năm 2014 đến nay, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đã tiến hành kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh Internet xuất bản phẩm, rà soát kiểm tra các hộ, đại lý kinh doanh SIM thẻ điện thoại di động trả trước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các trạm BTS. Phòng thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở, đơn vị kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của nhà nước trong hoạt động thông tin truyền thông. Tôi kinh doanh cũng được lâu lâu rồi. Thế thì mọi cái thủ tục thì tôi chấp hành đầy đủ mọi quy định của nhà nước. Trong thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Là một trong hai xã phải hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Thạch trong năm 2014,
Đến thời điểm này, xã Triệu Đề đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí và quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2014 theo đúng kế hoạch. Đối với tiêu chí chợ nông thôn mới, xã đã tiến hành xây dựng khu chợ trên nền của chợ cũ trước đây. Sau khi được phê duyệt phương án xây dựng nâng cấp để đạt chuẩn theo quy định, xã Triệu Đề đã đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục của chợ cũ đã xuống cấp như hệ thống rãnh thoát nước, công trình vệ sinh, khu nhà trung tâm, hệ thống kiosk bán hàng, tường rào, nhà điều hành, đường bê tông. Hiện tại cơ bản chợ nông thôn mới của xã Triệu Đề đã đạt chuẩn theo quy định. Ủy ban nhân dân xã đang đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2014. Xây dựng thiết chế văn hóa là nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và cũng là một trong những tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc xây dựng thiết chế văn hóa ở huyện Sông Lô còn gặp không ít khó khăn cần giải quyết. Huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã huy động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn dân cư, mở rộng diện tích. Đến tháng 10 năm 2014, toàn huyện có 3 xã hoàn tất các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, 5 xã Đồng Thịnh, Đồng Quế, Nhạo Sơn, Tân Lập, Lãng Công có 47 thôn có nhà văn hóa thôn đủ điều kiện về diện tích sử dụng và trang thiết bị cần thiết phục vụ. Tổng số trung tâm văn hóa thể thao đạt 16 trên 17 xã với quy mô diện tích hơn 8,3 ha, trong đó chỉ có 3 trên 16 xã đạt tiêu chuẩn. Trung tâm văn hóa xã thì được đầu tư xây dựng mới, có đủ các hạng mục công trình theo chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó còn một số khó khăn là cái kinh phí hàng năm để duy tu bảo dưỡng cho các nhà văn hóa thôn thì cái nguồn xã hội hóa là chủ yếu, chứ còn ngân sách nhà nước là cái hỗ trợ là chưa có cơ chế hỗ trợ cho nhà văn hóa thôn. Mặt khác là diện tích nhà văn hóa thôn thì chúng tôi mới có thôn mới đạt mức tối thiểu là 500 m2 trở lên, có thôn mới đạt 800 m2. Bây giờ nhu cầu mà mở rộng cái nhà văn hóa thôn là cũng thiếu nguồn kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng. Một số nhà văn hóa cơ bản đều đảm bảo yêu cầu về khuôn viên, sân thể thao, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, so với các tiêu chí đánh giá trong chương trình xây dựng nông thôn mới, có nhiều nhà văn hóa không đạt tiêu chuẩn. Khó khăn nhất của chúng tôi là rất nhiều nhà văn hóa đã xây rất sớm, cho nên là cái diện tích còn nhỏ, quy mô còn nhỏ. Bây giờ khó khăn nhất làm sao để là cải tạo, nâng cấp được những cái nhà văn hóa này. Đồng thời là trong các xây dựng các trung tâm văn hóa xã, do các công trình thiết chế văn hóa lớn đòi hỏi nhiều nguồn vốn, cho nên với một huyện nghèo như huyện Sông Lô chúng tôi thì đây cũng là một khó khăn. Trước thực tế trên, các địa phương đã tiến hành quy hoạch, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa. Xã Yên Thạch thì đang tổ chức là cho các cái đơn vị, các cái thôn mà diện tích nhà văn hóa còn chưa đảm bảo với cái tiêu chí thì đang cho tiến hành tổ chức cơi nới và nâng cấp để đảm bảo cái tiêu chí nông thôn mới. Thế riêng về khu văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao của xã thì hiện tại đã lập xong quy hoạch và hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, chờ có quyết định phê duyệt đền bù giải phóng mặt bằng để chúng tôi tiến hành xây dựng cái khu vực và trung tâm văn hóa xã. Để khắc phục khó khăn trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch diện tích xây dựng nhà văn hóa thôn, diện tích khu thể thao dựa theo thực tế từng địa phương, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế nhà văn hóa, góp phần hoàn thành tiêu chí về văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch.